sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã khuyến cáo nồng độ trì hoặc kim loại nặng tiêu chuẩn trên son môi nên thấp hơn 10 ppm. Nếu một thỏi son hoặc một loại sản phẩm mỹ phẩm nào đó có nồng độ trì kim loại nặng hơn mức quy định trên, chúng ta nên cảnh giác và không nên sử dụng. Việc sử dụng son chứa quá nhiều trì sẽ gây ra tình trạng thay đổi sắc tố của môi. Ngoài ra, việc thoa những loại son chứa các thành phần gây kích ứng vô tình sẽ khiến môi chúng ta gặp hiện tượng viêm, sau đó dẫn tới tình trạng tăng sắc tố viêm, tức là môi của chúng ta sẽ trở nên thâm hơn. Vì vậy, người dùng cũng cần phải cân nhắc thành phần chống son để tránh rơi vào trường hợp trên. Để đạt được hiệu quả làm đẹp ưng ý nhất và bảo vệ môi, chúng ta không nên mua những loại son giá rẻ, không rõ nguồn gốc vì rất khó xác định được những thành phần hoạt chất có trong loại son này. Ngay cả đối với các sản phẩm son có giá tương đối trên thị trường, chúng ta cũng cần phải nên đọc kỹ các bảng thành phần, mục đích là để đảm bảo rằng nồng độ trì và kim loại nặng có trong son nằm ở mức cho phép và tránh các thành phần gây kích ứng ở trên môi. Cách trị thâm môi với 5 nguyên liệu có sẵn tại nhà. Dưới đây là 5 cách giúp đôi môi trở nên hồng hào, mềm mại hơn nhờ các loại nguyên liệu tự nhiên quen thuộc. Thứ nhất, dùng mật ong tẩy tế bào chết cho môi. Bạn có thể sử dụng mật ong để loại bỏ tế bào chết trên môi bằng cách kết hợp một thìa cà phê mật ong với một thìa cà phê đường, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn, cuối cùng rửa sạch bằng nước ấm. Vì da môi khá mỏng manh và nhạy cảm, vì vậy bạn chỉ nên tẩy da chết cho môi mỗi lần mỗi tuần. Lạm dụng tẩy da chết quá thường xuyên có thể gây kích ứng và nhạy cảm. Thứ hai, massage môi bằng dầu hạnh nhân. Massage môi có thể giúp dưỡng ẩm và tăng cường lưu thông máu, giúp môi hồng hào hơn. Bạn có thể sử dụng dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa để dưỡng môi trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, dưỡng chất trong dầu dừa và dầu hạnh nhân sẽ giúp giữ cho đôi môi của bạn luôn khỏe mạnh và căng mọng. Phương pháp này có thể mang lại hiệu quả chỉ sau vài ngày sử dụng. Duy trì thói quen này có thể mang lại đôi môi mềm mại và tươi tắn hơn. Thứ ba, sử dụng da lô hội. Lô hội hay còn gọi là nha đam chứa một thành phần dinh dưỡng với hợp chất oxy hóa sẽ ức chế quá trình thay đổi sắc tố, từ đó làm sáng đôi môi. Mỗi ngày một lần, hãy thoa một lớp mỏng da lô hội lên bề mặt của môi và giữ nguyên cho đến khi da khô tự nhiên, sau đó rửa sạch nhẹ nhàng với nước ấm. Bạn nên thực hiện phương pháp này mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thứ tư, dưỡng môi với củ dền đỏ. Nước ép củ dền đỏ có thể giúp cho đôi môi trở nên hồng hào tự nhiên. Ngoài ra, củ dền còn có tác dụng làm sạch da và giữ cho đôi môi luôn mềm mịn. Các hợp chất oxy hóa có trong củ dền sẽ mang đến cho bạn một làn da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Xay một củ dền với hỗn hợp mịn, sau đó thoa lên môi, giữ nguyên trong khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch và thoa lại son dưỡng. Nên thực hiện 2 lần mỗi tuần để sớm đạt được hiệu quả. Cuối cùng, trị thâm môi với nước hoa hồng. Nước hoa hồng sẽ kích thích tuần hoàn máu và nuôi dưỡng đôi môi, nhờ đó nó sẽ làm sáng môi và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới. Dùng tăm băm thấm một ít nước hoa hồng và đặt lên môi, sau đó nhẹ nhàng cọ sát vài lần rồi rửa sạch lại với nước. Bạn có thể thực hiện trước khi đi ngủ vào mỗi tối.